Đó, thích nói gì nói đi. Trời ơi, này coi lại, đây là chùa của sư cô Bích Liên đó nha, Ngọc Liên nha. Tôi đến đây tôi thăm viếng đây, thăm chùa đây, cúng Phật đây. Đây cây bưởi này thấy mê không? Quá trời trái. Trời ơi, này Nó quả này. nhỏ. Ôi da, 1 2 3 4 5 quả, bự quá trời bự. Ha, quá đẹp quá ha. Đẹp quá. Nặng lắm, quả nào qua Nặng, đấy nó nặng lắm đúng chị, rồi. nước dữ lắm. Trời ơi, thế hả? À, đến chùa làm gì đó? Kéo máy Wow, good kéo luck máy to về you nha. kéo máy về À, cúng cái máy trúng bỏ nha. được tiền nó ra rồi về đây cúng cúng chùa. Ok, rồi, thank you. Ok, lúc lúc cái trái Rồi, dưới đây. Thả tiền lại đi. Đã vô mua bánh mì ăn sáng để đi trên đường để có mà ăn. Và mua về chữ theo cho hai chị em mình ăn ok, thank you. Bánh kem sầu riêng. Thử bánh kem sầu riêng buổi sáng. À, núi đẹp nè. Giờ đang đi North 15 Sparta đây. Vậy đó, khi trời camera tôi quay vậy. Cảm thấy nãy giờ mình chạy thì thấy cảm sao thấy rồi? vui vẻ Vui vẻ rồi à, ha. lên ra đi chơi cảm thấy vui vẻ Xe đi nhộn nhịp quá ha. Hứng thú hứng ha. Nó phải như vậy chứ. Vacation mà. Ai đến đây là cũng được điều đi hứng thú hết. Còn 2 tiếng nữa đến nha mấy chị em. Núi đẹp có nè. quay khúc đấy đó là từ trong núi vào phim đẹp lắm. Chỗ này là chỗ phát điện nè. Đó, thấy không? Còn 50 mai nữa là vô về gạch rồi đó. Về gạch rồi đây nha chị Linda hai ơi. In 1000 feet, turn right onto circuit. 180058 à, tìm đi nha. 058 hả? Đấy. Đây là số phòng của chị Linda đây, 3818 nha. Tháng 8, 16, 16 với 3 là bao nhiêu?
Từ từ, ở đây, rồi ở đây một phiên cái đi. Đó. Sướng quá. Đó. Về cho con gái mà xem nha. Mẹ đi như thế này đi nha. Đồ nó chưa lên hả? Chưa, mình phải gọi hắn. Đây. Đó, nhà tắm hoàn hảo đó. Thấy chưa? À, thấy vui dữ à ta. Mỏi quá, đi từ sáng đến giờ. Gì đâu mỏi. Đi chơi về cây sành phải tỉnh táo, khỏe mạnh, power. Ngất ngư. Đó. Đó, nằm đi. Relax rồi chút đi xuống. Mình mới check in nha. Cho nên 4 giờ mới check in, cho nên giờ này mới vô. Nhưng mà mình cũng vô đúng giờ, mình xuống đây đúng giờ. Sao? Người đẹp, how you feel? Great. Good. À, mình cũng đi cũng là mới tới đây thôi, mới check tới đây thôi. À, cũng được 5 tiếng rồi đó. À, an toàn, safety. Đi đường xa. Good. Đi đường xa. Oh, à. Thank you. Thank you for driving. À, no problem. À, khi nào mà các anh chị em nào từ xa đến đó là chỉ biết nhắn tin 714-622-9517 là có Thu Minh liền nha. Bất cứ đi nơi nào mình sẽ giúp tất cả. Đi chơi thì mình sẽ chở đi chơi, mà muốn đi ăn thì đi ăn, mà muốn đi lên những nơi mà đẹp cảnh đi luôn, đi biển, bất cứ đi nào mình chở cho đi nha. Are các bạn sure? Hãy nhớ yes. Are tất cả sure? Tất cả 52 tiểu bang nước Mỹ thôi đi. À, từ Việt Nam đến cần mình giúp luôn. I don't believe it. Are you sure like this? Number wow. One driver. Yeah, thank you. Thank you. See you. Bye. Yeah. Hai chị em mình đang đi đâu đây chị gái? Trời. Bây giờ đi phố. Bây giờ mình đi phố nha, mình đi vòng vòng nha. Bây giờ tối rồi mình phải đi. Yeah. Ban ngày mình ăn là ngủ. Ban đêm thì mình phải ra đường, mình đi dạo ha. Ok. Ok. Nó dịch mình phải mướn cái hotel này mình ăn để mình à ha. Mình ăn mình ở hotel này để mình để tiền dự trữ để ăn chứ, đúng không? Đúng rồi, em nói đúng. Đúng rồi. Đi bộ không cần taxi vô ok. Giờ là chị đi một bước là em đi một bước là chị đi một bước nha. Wow, vui quá. Mọi người đi. Chị em tôi đi ra ngoài đường đây nè. Ừ. Đi phố đây nè. Vui không? Phố mát mẻ quá nè nha. Wow. À. Mát mà mặc áo lạnh. Không. Mình mặc áo lạnh là mình dự trữ khi mà có gió hiu hiu. Nó làm cho mình buồn ngủ, mình vừa đi mà vừa ngủ. Vừa đi mà vừa ngủ giống mắc cười lắm hả chị? À. À, lâu lâu. Dạ. Yeah. Tại khu này là khu đông rồi. Đó. À, sushi bar. Yeah. Chỗ này là nhiều cái chỗ ăn đồ ăn nè, thấy không? Đó. Đẹp không? Quá. Tuyệt vời không? Lâu rồi, bao nhiêu năm mà chị không đi rồi? Ở này hả? Chắc cũng 5-6 năm. 5-6 năm chắc sao 7 năm qua. Hồi đó tôi không có lên tới trên đây. À vậy hả? À. À vậy hả? Bởi vì đi mà đi không hết nữa. Em mà đi em nhiều là em còn đi chưa hết nữa đó. Em đi nhiều làng còn chưa hết nữa. Đôi lúc có những chỗ mình không có đi xuống. Thế bà nội. Nè. Hello, thấy chưa? Thấy chứ. Ai ai ai, tụi tôi enjoy quá trời á. Enjoy quá trời luôn. Lần này đi, thế này là lần thứ nhất đó, cái chân tôi cứng. Lần đầu tiên mà chị được đi được như vậy, sung sướng như vậy á. Đi vậy là quá sung sướng rồi. Còn gì bằng nữa đâu. Đi được đó nha. Bây giờ nó bắt tôi qua cái cầu này phải lên không?
Tôi đến chỗ trung mà tại sao nó đến nó bỏ tôi qua bên này. À, đây này trung nữa nè. Đó, à muốn trung phải không, qua đây. Thấy đẹp quá trời. Ừ, đó, cảnh đẹp chưa? Trung đó. Nó Treasure Island. Bữa nay nó làm mà. Bữa nay nó cắt cái này đem cho xuống nè, kỳ trước nó dẹp chưa xong. Bữa nay nó làm lại mới á. Làm từ từ mới nè. Treasure Island nè. Xích đây nè, đằng đây nè nó. Treasure Island. Thấy nước chảy không? Cái tàu nè. Hồi xưa nó làm chiếc tàu cướp biển, nhưng giờ nó làm thành chiếc tàu để kinh cảnh đẹp. Ê, ở đây là một bà già 80 tuổi nha, đừng có để cho bà mà vừa què dò xích cẳng xì cà que rồi tôi đưa bà đi vô nhà thương nữa. Lên một kiện đi dò. Thì đó mới có đi chút xíu mà biểu đi bỏ suốt cả ngày, ngày mai là chết rồi. 1, 2, 3, tét xe qua đây. Đó. Chân không có hình luôn không? Cái chân không có hình. Đúng rồi. À, làm gì đấy chị? Đang giỡn với sư tử. À, coi chừng nó cắn kìa. Á chà. Đang giỡn với sư tử cơ. Dạ. Sao nãy giờ chị hứng thú sao rồi, thích thú gì không? Mở mặt nạ ra chút xíu đi cho nó relax chút xíu, thở không chút xíu đi. Rất là hạnh phúc. Vui không? Cảm thấy hạnh phúc. Đẹp rẻ không? Đèn sáng đẹp ha. Trời mát. Cảm thấy khỏe mạnh. Đúng rồi, nó mát mà mình đi thôi. Đó, hiện tại bây giờ là Thu Minh đang đứng đối diện với Venetian and Mirage. Đó, thấy nguyên cả thành phố không? Thu Minh ơi, bây giờ chị đang quay đó, đang quay ha. Lafayette ra về đêm rất là sầm uất tấp nập. Đó, thì thấy đẹp ghê không? Bây giờ cái này là trước tiên trái cầu, em nhìn cái trái cầu. Đó, trái cầu đó rất là đẹp. Ha, Thu Minh đó. Và cái đằng sau phía bên tay mặt đó là Casa Palace. Thường là trung tâm Thúy Nga hay tổ chức rồi đó. Vui. Ok em. Bây giờ đẹp quá. Nhưng mà rất tiếc là kỳ này đi thì trung tâm Thúy Nga không có tổ chức. Và nha không có được coi cái show đó em. Nhưng mà sẽ tương lai sẽ sắp có. Hình như là đến tháng 5 này có đó. Hey, hello em. Ba thấy không? Nhìn đẹp không? Thì đó nó chỉ đẹp về đêm là vì đèn. Nhưng mà ban ngày sáng quá. Đó. Mà ra. Mà đi ban đêm nó mát nữa. Nó mát. Chứ ban ngày mà chị đi giờ này là coi như nãy giờ. Đổ mồ hôi á. Đổ rồi mệt rồi về ngủ rồi về nằm nghỉ ngơi rồi đó. Đi đâu quảng cáo hả? Quảng cáo giùm cho anh ta.
Hai cô đẹp gái quá nè. Ê, hello. Đi ra ngoài. Hello. Đường hồi nãy thì nó hơi tối, mình đi dạ, đường trong hotel thôi vậy. Dạ.